Chào anh chị, hôm nay em giới thiệu cho anh chị một số các viên đá sapphire đen. Thì được biết yêu cầu của một vị khách hàng trên Zalo. Thì anh ấy nhắn tin là tài chính tầm 15 triệu. Đấy, anh ấy mua làm mệnh mộc này. Thì có màu xanh hoặc màu đen. Đấy. Xanh hoặc đen thì cũng phù hợp với mệnh mộc đấy. Đấy. Giới thiệu cho anh này, hàng này thì bộ hàng đẹp, đen bóng, đấy, sáng như như kim cương đen luôn. Đó, thì anh chị tham khảo nhé. Ở trên tay em là một viên tròn, tròn giác kim cương này, đó, đèn bóng luôn, đó, đèn tuyệt đối luôn này. Với lại thì đường kính là hơn 7 ly, 7 ly 4, đấy, 7 ly 4, 2,4 carat. Từ Cara bên em ra giao giá ra là 4 triệu 8 nhé. Tiếp theo cũng là một viên sapphire đen thì hoàn toàn. Đây anh chị thấy đèn bóng luôn này. Đó. Đèn bóng tuyệt đối luôn. Viên này hình vuông nhé, cắt giác hình vuông, rất là đẹp. Làm những form nhẫn kiểu như là công sở rất là đẹp, gọn gàng. Đó. Bung nét luôn này. Viên này thì giá rơi tầm khoảng bên này 1,45 carat, bên em giao giá là 2.250.000 nhé. 2.250.000. Tiếp theo cũng là một viên sapphire đen, anh chị thấy này, đó, viên này hình chữ nhật nhé. Thì anh chị đã thích cái form dáng hình chữ nhật thì có thể lựa chọn, rất là đẹp, đen bóng này, giá rất sáng. Viên này thì 1,7 carat này, bên em giao ra giá là 2.550.000 nhé. Tiếp theo cũng là một viên hình chữ nhật này, đó, form dài, lên nhẫn rất là đẹp. Đó. Anh chị là thích cái form nhẫn to, dài, có thể chọn viên đá này cũng được. Đèn bóng luôn này, đèn bóng ánh xanh này. Viên này thì 6921, giá giao ra là 3.375.000 nhé. Tiếp theo trên tay em là một viên sapphire đen đắn bóng anh chị này, đấy, rất đẹp. Viên này hình oval nhé, đó, giác bóng này, các tầng sao giác khác nhau, rất đẹp, bóng lộn oval này, đèn tuyệt đối luôn. Viên này thì bên em giao ra giá 5.700.000 nhé. Tiếp theo cũng là một viên oval cỡ to này anh chị này, anh chị nào yêu thích cái kiểu form to hay này thì chọn bên này nhé. Hàng sapphire đen của em bên em cũng rất là nhiều. Đó, anh chị có thể có viên to, viên nhỏ khác nhau. Đó, anh chị tham khảo những viên trong video này hoặc là anh chị cần những viên to hơn, đẹp hơn. Đó thì bên em vẫn hỗ trợ được nhé. Đèn bóng luôn anh chị này, rất đẹp, sapphire đen nhé. Viên này thì 3,75 carat, bên em giao ra giá là 7,5 triệu. Anh chị xem tham khảo cho em.